Hi, Good afternoon, everyone. My name is Tuấn. I'm working at University of Transport Technology. Today, I'm feel happy because I'm standing here and presenting to you about the topic develop field baseline action approach for the transition for ICE to EV two-wheeler. I would like to present my Vietnamese. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau đây thì tôi cũng xin phép đại diện cho nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và báo cáo các cái kết quả chính liên quan đến cái dự án, đến cái chủ đề là tính toán đường cơ sở nhiên liệu như là một cách tiếp cận để xây dựng cái lộ trình chuyển đổi từ xe máy lắp động cơ đốt trong sang sử dụng xe điện. Như người giới thiệu chương trình cũng đã giới thiệu thì đây cũng là một trong các cái kết quả nghiên cứu hợp tác giữa dự tổ chức UNEP và Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã thực hiện trong năm 2020. Nội dung của bài báo cáo với cái mục đích là sẽ hướng tới đường cơ sở nhiên liệu và tập trung vào xe hai bánh, đồng thời là sẽ xây dựng các cái phương pháp tổng quan nhằm xây dựng các cái kịch bản để chuyển đổi sang sử dụng xe điện ở Việt Nam, trong đó tập trung vào xe hai bánh. Thế thì trong khuôn khổ của bài báo cáo thì bên cạnh cái việc xây dựng cái đường cơ sở nhiên liệu dành cho xe hai bánh, thì tôi cũng trình bày một số các kết quả liên quan đến việc xây dựng được cơ sở dữ liệu dành cho cái nhóm xe hạng nhẹ. Thì nội dung bài báo cáo gồm các phần được trình bày như trên slide, trong đó thì xin phép cái phần tổng quan về ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải thì sẽ không được trình bày chi tiết vì là đã được các cái báo cáo và tham luận trước đã trình bày cũng như diễn giải rất là chi tiết rồi. Tôi sẽ đi vào các cái phương pháp chính liên quan đến việc tính toán cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện theo cái chỉ số G-Phase và thông qua đó để tính toán cái mức phát thải CO2, và từ đó thì sẽ xây dựng hai cái ví dụ tính toán, là tính thứ nhất là cho xe ô tô hạng nhẹ ở Việt Nam và thứ hai là dành cho xe hai bánh. Từ các kết quả tính toán về cái đường cơ sở nhiên liệu đấy thì sẽ là một cái cơ sở quan trọng để giúp nhóm nghiên cứu đề xuất lộ trình chuyển đổi sang sử dụng cả xe điện hai bánh ở Việt Nam. Xin phép được nói qua về cái phần ô nhiễm môi trường. Như chúng ta biết là cái ô nhiễm môi trường thì cũng đã được các báo cáo tham luận trước trình bày rất là rõ. Ở đây thì tôi cũng đã trình bày một cái kết quả nghiên cứu của tổ chức UNEP liên quan đến việc cái tỷ lệ về đóng góp cái mức phát thải cũng như là cái tỷ lệ chia sẻ về lượng phương tiện. Thì chúng ta thấy là đối với nhóm xe máy thì cái mặc dù cái mức phát thải của CO2 của nó thấp, tuy nhiên là số lượng của nó rất là lớn, nên là cái tổng của mức phát thải thì nó cũng khá là lớn trong cái thành phần phát thải từ hoạt động giao thông vận tải. Thế thì để mà giảm cái mức phát thải từ cái phương tiện lắp động cơ đốt trong thì sẽ có nhiều cái nhóm giải pháp, trong đó có các cái giải pháp liên quan đến việc xử lý khí thải trên đường thải, hoặc là các cái nhóm giải pháp liên quan đến cải thiện cái mức tiêu thụ nhiên liệu. Thế thì ở đây thì cái tổ chức UNEP cùng cái tổ chức năng lượng quốc tế cũng đã đề xuất ra một cái lộ trình nhằm cải thiện cái mức tiêu thụ nhiên liệu, thông qua đó thì sẽ làm giảm cái mức phát thải CO2 với cái mục tiêu là đến năm 2050 thì sẽ giảm 50% cái mức phát thải lượng tiêu thụ nhiên liệu cũng như mức phát thải CO2 trên toàn cầu so với cái kịch bản năm 2015. Thì để thực hiện cái mục tiêu đó thì sẽ cần phải tính toán cái mức tiêu thụ nhiên liệu của các cái nước, các cái quốc gia hoặc là các cái vùng cũng như là phát thải CO2 của các cái nước trên thế giới. Thì trên slide trình bày cũng một số các kết quả liên quan đến các cái tính toán cái lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình cũng như là cái phát thải CO2 của một số nước cũng như là các cái khu vực ở trên thế giới. Thế thì để tính toán được cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cũng như là mức phát thải CO2 của các cái nước trên thế giới thì cái tổ chức UNEP cũng đã đưa ra các cái hướng dẫn gồm 6 các bước chính, trong đó bước thứ nhất là xác định đối tượng để tính toán. Ở đây thì thông thường là đối tượng sẽ được sử dụng để tính toán là xe mới được bán ra trên thị trường. Chúng ta có thể xác định là xe con, xe khách, xe tải, hoặc là ở Việt Nam thì có thể tính cho cả xe máy vì là chiếm cái tỷ phần lớn. Bước tiếp theo là sau khi xác định đối tượng nghiên cứu thì cần phải thu thập số liệu về phương tiện. Lát nữa thì tôi cũng sẽ trình bày chi tiết về các số liệu nào cần thu thập. Tùy từng cái điều kiện cụ thể của từng quốc gia thì số lượng về các số liệu này sẽ được thu thập từ đăng kiểm, từ của các nhà sản xuất hoặc từ người sử dụng phương tiện. Sau đó thì đến các cái bước liên quan đến việc loại bỏ số liệu không phù hợp cũng như là cấu trúc lại dữ liệu. Từ đó thì sẽ tính toán cái chỉ số về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình và phát thải CO2. Trên slide cũng trình bày một số cái ví dụ liên quan đến việc cấu trúc cũng như là xây dựng cái bộ dữ liệu.
chúng ta hiểu là cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì được ký hiệu là cái chỉ số GFAE, có thể được hiểu là cái lượng tiêu thụ nhiên liệu khi mà xe di chuyển 100 km. Ở đây thì tính trung bình cho cái tất cả các xe mới được bán ra. Và để tính cái chỉ số này thì cần phải thu thập các cái thông tin như là hãng xe bán ra này, mẫu xe, rồi năm sản xuất, rồi dung tích xi lanh. Ở đây cái mục số 4 thì có thể thu thập rất nhiều các cái thông số liên quan đến kỹ thuật, ví dụ dung tích xi lanh, khối lượng không tải, khả năng chuyên chở, rồi cái khối lượng về về công nghệ áp dụng trên động cơ, có thể phun nhiên liệu được điện tử hoặc là phun cơ khí. Thứ năm là các thông số về lượng tiêu thụ nhiên liệu. Thì theo kinh nghiệm ở trên các nước ở trên thế giới như là Thái Lan thì họ có thể tính dựa vào các 10 hãng lớn bán ra trong các năm 2013 đến năm 2015 để làm cái cơ sở năm 2015 để so sánh. Và các nước như là bờ biển Nga hoặc là các cái nước Philippines thì họ tính cho một năm 2013 dựa trên các cái số lượng xe bán ra phổ biến. Thế còn trong nghiên cứu này thì chúng tôi sẽ lựa chọn các cái chủng loại xe bao gồm có 49 cái mẫu xe đối với ô tô hạng nhẹ và 25 cái mẫu xe là xe gắn máy bán phổ biến ở Việt Nam, và với mục tiêu là đảm bảo cái tỷ lệ khảo sát là sẽ lớn hơn 90% tổng số lượng xe bán ra trong các cái năm khảo sát. Thì sau khi mà thu thập dữ liệu thì nhóm nghiên cứu cũng đã phân tích cái hiện trạng về cái số xe bán ra ở đối với nhóm xe hạng nhẹ cũng như là xe máy tại Việt Nam. Thì trên slide quý vị có thể thấy là số lượng xe bán ra giữa so sánh với tỷ lệ nhập khẩu và cái tỷ lệ lắp ráp trong nước thì thấy là có sự chuyển biến rất là mạnh mẽ, khi mà cái tỷ lệ nhập khẩu dần được giảm dần trong những năm qua và cái mức độ nội địa hóa của các cái xe cũng đã được tăng lên. Thì ở Việt Nam thì số lượng xe bán ra sẽ chủ yếu được phân phối, xe ô tô hạng nhẹ bán ra thì sẽ được phân phối bởi 7 cái hãng lớn. Thì để không ảnh hưởng đến uy tín cũng như thương hiệu cũng như là cái uy tín của các hãng, thì nhóm nghiên cứu cũng đã mã hóa tên các cái hãng sản xuất xe cũng như là các cái model xe thế bằng tên các hãng 1, 2, 3, 4 cho đến 7. Và các cái xe, các cái mẫu xe thì cũng sẽ được đánh số thứ tự từ 1 cho đến 49 đối với ô tô hoặc là từ 1 đối với 25 đối với xe máy. Thế thì thị phần ô tô được bán ra ở Việt Nam sẽ chủ yếu tập trung được phân phối bởi 7 cái nhóm lớn là được đánh số từ 1 đến 7. Trong đó thì cái hãng xe số 1 thì chiếm cái tỷ trọng cao luôn từ 30 cho đến 40% ở trong các cái năm trước năm 2013. Tuy nhiên là sau năm 2013 thì thị phần có xuống là đảm bảo ở một mức độ ổn định từ 20 cho đến 25 25 cho đến 30%, trong khi các cái hãng khác thì duy trì từ 10 cho đến 15%. Đây là các cái liên quan đến số lượng của các cái hãng được thu thập, số lượng xe được thu thập và tỷ lệ của số liệu được thu thập so với tổng số lượng xe bán ra trong các cái năm. Có thể thấy là số liệu được khảo sát thì sẽ luôn duy trì ở mức từ 80 cho đến 91%. Nên là điều này sẽ giúp đảm bảo được các cái độ chính xác của cái phép tính về mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như là CO2. Thế còn đối với xe máy thì hiện nay xe máy ở Việt Nam thì sẽ chủ yếu được phân phối bởi 4 cái hãng lớn. Trong đó thì đối với cái số lượng xe của cái nhóm số 1 và nhóm số 2 sẽ chiếm cái tỷ trọng lớn nhất. Trong đó cái trong những năm gần đây thì nhóm số 1 có thể chiếm đến trên 80% cái thị phần. Trong đó tổng của nhóm số 1 và nhóm số 2 thì có thể chiếm đến trên 90%. Thì việc phân tích hiện trạng này nhằm sẽ đánh giá được cái nhóm nào hoặc là đối tượng xe nào sẽ ảnh hưởng đến cái mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như là cái phát thải CO2. Và trong cái thời gian gần đây thì cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ giữa các cái công nghệ áp dụng trên động cơ lắp trên xe máy. Ở đây thì nhóm nghiên cứu cũng đã xem cái công nghệ chính ảnh hưởng đến cái phát thải CO2, đó là cái công nghệ phun nhiên liệu hoặc công nghệ cung cấp nhiên liệu. Thì có sự chuyển biến rất mạnh mẽ giữa cái việc sử dụng các cái động cơ lắp cái bộ chế hòa khí ở trên các cái xe thế hệ cũ sang cái xe phun xăng điều khiển điện tử ngày nay. Quý vị có thể nhìn thấy các cái kết quả liên quan đến so sánh giữa số lượng xe bán ra theo hai cái nhóm công nghệ trên được trình bày ở trên cái hình 5 của slide. Dựa vào các cái số liệu về số lượng thì nhóm nghiên cứu cũng đã cấu trúc lại các cái số lượng xe theo từng cái mẫu xe. Thì như đã trình bày phần trước thì tên xe sẽ được giấu và đánh số từ 1 cho đến 49 đối với ô tô, và thu thập về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khi mà xe di chuyển
tầm 100 km. Và kết quả tính cái được cơ sở nhiên liệu của nhóm xe ô tô hạng nhẹ của Việt Nam trong các năm từ 2010 cho đến năm 2017 thì được trình bày như trên slide. Được cơ sở nhiên liệu có thể được định nghĩa là chúng ta sẽ vẽ cái quy luật thay đổi của cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khi mà xe di chuyển 100 km trong từng năm, sau đó chúng ta sẽ tập hợp lại để thành một cái quy luật. Chúng ta thể thấy là từ năm 2010 cho đến năm 2017 thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khi mà xe di chuyển 100 km thì đã được giảm từ cái mức khoảng 8,3 lít trên 100 km xuống còn mức khoảng 7,4 lít trên 100 km. Thì nhóm nghiên cứu cũng đã tập trung phân tích đánh giá các cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự thay đổi về mức tiêu thụ nhiên liệu này trong các cái năm. Chúng ta thể thấy là ở trên đồ thị trên thì cũng đánh giá ảnh hưởng của cái loại xe, bao gồm xe sedan, hatchback hoặc xe SUV hoặc là xe pickup. Chúng ta có thể thấy là ở Việt Nam thì cái số lượng xe chủ yếu xe ô tô hạng nhẹ chủ yếu tập trung vào cái nhóm xe sedan và xe hatchback. Và cái nhóm một chút nữa là về liên quan đến nhóm xe SUV. Thế thì khi mà cái nhóm sedan và hatchback này nó tăng trong cái khoảng thời gian từ năm 2013 cho đến năm 2016 thì nó cũng sẽ giúp cho cái mức tiêu thụ nhiên liệu, vì cái nhóm này nó thông thường nó sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu khi mà di chuyển 100 cây nhỏ hơn so với cái nhóm minivan hoặc là nhóm pickup, thì điều này nó sẽ làm cho tổng cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của cái nhóm phương tiện ô tô hạng nhẹ sẽ giảm xuống trong các giai đoạn từ năm 2013 cho đến năm 2016. Bên cạnh đó thì nhóm nghiên cứu cũng đã phân tích được cái ảnh hưởng của dung tích xi lanh. Ở Việt Nam thì có thể thấy là cái dung tích xi lanh phổ biến đối với các cái loại xe sẽ là loại dưới 1,5 và cái loại 2.0 lít, thế còn cái loại trên 2.5 thì chiếm số lượng khá là ít. Và nhóm nghiên cứu cũng đã đánh giá được ảnh hưởng của cái khối lượng xe không tải đến cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhóm xe ô tô hạng nhẹ. Về cái mức phát thải CO2 thì bên sự cắt giảm cái lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình đấy thì sẽ dẫn đến là cái mức phát thải CO2 đối với nhóm xe ô tô hạng nhẹ cũng đã được giảm từ 192 gram trên 1 km xuống ở khoảng 170 gram trên 1 km trong năm 2017. Thì nhóm nghiên cứu cũng bên cạnh việc tính toán cho ô tô hạng nhẹ thì tập trung chính vào tính toán cho cái loại xe phổ biến ở Việt Nam là xe hai bánh. Thì trên slide cũng trình bày các kết quả liên quan đến việc thu thập dữ liệu về số lượng phương tiện xe hai bánh cũng như là mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình. Thì căn cứ vào cái kết quả thu thập đó thì nhóm nghiên cứu tính toán được cái chỉ số cái lượng cơ sở nhiên liệu thì dao động cỡ khoảng từ 2 cho đến 2,3 lít trong 100 km đối với xe gắn máy. Thì các cái kết quả nghiên cứu cũng được phân tích để đánh giá ảnh hưởng của các cái yếu tố công nghệ, ví dụ như dung tích xi lanh đến cái chỉ số lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình. Kết quả nghiên cứu được cung cấp trên slide có thể thấy là ở Việt Nam hiện nay thì cái dung tích xi lanh chủ yếu được sử dụng đối với cái nhóm xe dưới 120 cm khối là phổ biến. Thế thì trong những năm gần đây thì cũng có sự chuyển biến rất là đáng kể khi mà đối với cái nhóm xe mà trên 150 cm khối. Thì việc mà tăng các cái nhóm xe mà có dung tích xi lanh dưới 120 cm khối thì cũng sẽ làm giảm cái tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ cái nhóm xe máy. Nhóm nghiên cứu cũng đã tính các cái kết quả đánh giá được ảnh hưởng của cái khối lượng xe không tải đến cái mức phát thải đến cái lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình của nhóm xe máy thì được trình bày như trên slide. Ở Việt Nam thì thông thường sẽ là các cái xe có cái khối lượng xe không tải là từ 100 cho đến 110 kg đối với xe máy. Dựa trên các cái kết quả tính toán về cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đối với xe máy thì nhóm nghiên cứu cũng đã tính toán được cái mức phát thải CO2 đối với xe máy là từ 50 cho đến 53 gram trên CO2 trên 1 km. Dựa vào các cái kết quả tính toán liên quan đến mức phát thải CO2 cũng như là cái mức phát thải của cái nhóm xe lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình cũng như mức phát thải CO2 của những xe gắn máy
thì nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất được cái lộ trình chuyển đổi sang sử dụng động cơ điện ở Việt Nam nhằm thay thế cho xe hai bánh lắp động cơ diesel truyền thống. Thì cơ sở để đề xuất cái lộ trình sẽ được dựa trên bốn cái nhóm chính. Thứ nhất là xu như chúng ta đã biết là trong các báo cáo trước cũng đã trình bày là cái xu hướng phát triển cũng như là sử dụng xe điện ở trên thế giới như là một cái xu hướng tất yếu hiện nay. Thứ hai là căn cứ vào tình hình tiêu thụ và sử dụng xe điện ở Việt Nam hiện nay, rồi căn cứ vào năng lực sản xuất cũng như cung ứng xe điện của các doanh nghiệp ở trong nước, cũng như là căn cứ quan trọng nữa là liên quan đến lợi ích về mặt kinh tế và năng lượng khi chuyển sang sử dụng xe điện. Thì nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất ra cái lộ trình chuyển đổi sang sử dụng xe gắn máy điện, trong đó là cố gắng trong cái giai đoạn từ năm 2021 cho đến năm 2030 sẽ chuyển đổi từ 5 cho đến 7% cái tổng cái lượng xe lắp động cơ đốt trong sang sử dụng xe điện hiện nay ở Việt Nam. Thế thì với cái biện pháp chuyển đổi như vậy thì cái mức cắt giảm CO2 theo các cái tỷ lệ chuyển đổi cũng được trình bày như trên slide, có thể thấy là nếu mà với cái tỷ lệ chuyển đổi đấy thì cái mức cắt giảm cái mức phát thải CO2 có thể lên đến 50% so với việc chúng ta so với cái kịch bản mà chúng ta không sử dụng cái việc chuyển đổi này. Thì trên đây là một số các cái kết quả chính liên quan đến cái phương pháp mà tôi sẽ trình bày liên quan đến việc xây dựng các cái phương pháp tính cái đường cơ sở dữ liệu cũng như là căn cứ vào cái phương pháp xây dựng được cơ sở dữ liệu đó để chúng ta xây dựng các cái kịch bản nhằm hướng tới việc chuyển đổi từ việc sử dụng xe lắp động cơ xe hai bánh lắp động cơ đốt trong sang sử dụng xe điện ở Việt Nam. Nên xin cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin hết.